bạn, hiện tại Thư đang có mặt tại một vị trí vô cùng đặc biệt, đó chính là núi Bà Đen Tây Ninh với độ cao khoảng 1000m. Và ngày hôm nay lý do Thư ở đây chính là để khui hộp một chiếc điện thoại vô cùng đặc biệt, chiếc Huawei P9 Plus. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bắt đầu khui hộp em ấy để xem có những điểm gì khác biệt so với em Huawei P9 trước đây nhé. Chiếc hộp màu trắng trông khá vuông vức và gọn gàng với tên Huawei P9 Plus nằm ngay chính giữa. Bây giờ mở hộp ra chúng ta sẽ thấy ngay máy nằm gọn gàng ở phía trên. Để máy sang một bên thì bên dưới sẽ là một cáp sạc, một tai nghe, một cục sạc, một ốp lưng bảo vệ máy và cuối cùng là một que chọc SIM. Về thiết kế thì Huawei P9 Plus không có quá nhiều điểm khác biệt so với người anh em Huawei P9. Máy vẫn sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối màu roi lịch lãm, thân máy khá mỏng chỉ 6,98mm. Các góc máy được bo tròn nhẹ nhàng và đẹp mắt, toát lên vẻ sang trọng đẳng cấp. Mặt trước là mặt kính cường lực Gorilla Glass 2.5D chống trầy xước và màn hình 5.5 inch Full HD với công nghệ cảm ứng lực nhấn Press Touch tương tự như 3D Touch trên bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus. Tương tự như người em P9 ở phía trên, từ trái qua sẽ là camera trước, cảm biến và loa thoại. Bên dưới chỉ có duy nhất logo Huawei được đặt bên ngoài màn hình. Điều này đồng nghĩa với việc ba phím điều hướng còn lại nằm hoàn toàn ở bên trong. Cạnh trái là vị trí của khe cắm 2 SIM hoặc 1 SIM 1 thẻ nhớ. Cạnh phải là vị trí nút nguồn có viền màu đỏ khác với người em P9 và phím tăng giảm âm lượng. Cạnh trên là mic video call và cổng hồng ngoại, còn cạnh dưới không có gì quá đặc biệt ngoài loa ngoài truyền thống và cổng USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh, mic thoại và jack tai nghe 3.5 tương tự như với người anh em của mình. Mặt lưng được thiết kế giống với P9, có họa tiết phay xước lịch lãm và hình như được phủ thêm một lớp sơn bóng cho cảm giác sờ vào rất là thích. Điểm nhấn nổi bật là cụm camera kép hợp tác với Leica sản xuất đều có độ phân giải là 12MP. Cụ thể, một camera màu và một camera trắng đen kết hợp với nhau mà theo Huawei, sự kết hợp này có thể giúp tăng độ tương phản hình ảnh lên 50% và tăng độ sáng gấp 3 lần. Camera cũng có khả năng lấy nét nhanh thông qua cổng laser. Còn đây là cảm biến vân tay một chạm khá nhạy, logo Huawei, một vài thông số máy và dải anten giúp máy thu sóng tốt hơn. P9 Plus có màn hình rộng hơn P9 là 5.5 inch, sử dụng tấm nền công nghệ Super AMOLED với độ phân giải ở mức Full HD 1920x1080px cho mật độ điểm ảnh 401 ppi. Với công nghệ này thì Huawei P9 Plus cho khả năng hiển thị hình ảnh khá tốt và rõ nét bên cạnh màu sắc rực rỡ chân thực. Giữa Huawei P9 và Huawei P9 Plus chúng ta sẽ thấy có khá nhiều sự tương đồng trong phần cứng của cả hai, khi mà cả hai sản phẩm đều sử dụng bộ vi xử lý đến từ hai silicon Kirin 955 đi kèm với đồ họa tích hợp Mali T880 GPU, hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 6.0 với giao diện Emotion UI 4.1 được tùy biến lại. Tuy nhiên, P9 Plus chỉ có một phiên bản duy nhất với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong đi kèm viên pin dung lượng cao 3400mAh có hỗ trợ sạc nhanh, mà theo Huawei cho biết chỉ cần 10 phút sạc là bạn có thể gọi thoại trong 6 tiếng. Giống như người anh em của mình, Huawei P9 Plus mang trên mình cụm camera kép có độ phân giải 12MP với ống kính cao cấp đến từ Leica có khẩu độ f2.2. Cả hai sẽ cùng làm việc với nhau, tận dụng ưu thế của nhau để cuối cùng mang đến cho người dùng một bức ảnh chất lượng nhất có thể. Ngoài một số tính năng thông thường thì bộ đôi smartphone của Huawei được trang bị thêm chế độ chụp ảnh Pro, cho phép người dùng tùy chỉnh các chế độ như ISO, cân bằng trắng, thời gian phơi sáng, v.v. Camera trước cũng không hề kém cạnh với 8MP, Huawei P9 Plus mang đến những trải nghiệm cực kỳ tốt trong việc chụp selfie. Có thể nói so với người em P9 thì P9 Plus là một phiên bản nâng cấp mạnh mẽ tuyệt vời với nhiều tính năng hấp dẫn. Được biết phiên bản bán ra tại thị trường châu Á sẽ hỗ trợ 2 SIM, trong khi phiên bản dành cho khu vực châu Âu chỉ có tùy chọn 1 SIM. Và P9 Plus có giá bán khởi điểm là 740 euro, khoảng 19,5 triệu đồng. Liệu rằng đây có phải là một lựa chọn lý tưởng nằm trong phân khúc cao cấp hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi sản phẩm chính thức về Việt Nam nhé! Vậy là chúng ta đã vừa xem xong video khui hộp chiếc Huawei P9 Plus và hy vọng rằng trong một khung cảnh mới mẻ và đặc biệt như thế này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn, thú vị hơn cũng như là ủng hộ cho kênh FPT Shop Channel của chúng mình nhiều hơn. Và nếu video hữu ích, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.